Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trước mặt các bạn đây là con Vision phiên bản thể thao 2023 vừa về đến đại lý luôn ha. Thì giá hôm nay thì con này nó cũng dao động khoảng từ 38 cho đến 39 triệu thôi các bạn. Ở cái phiên bản Vision mới này nó sẽ có một cái số điểm thay đổi, như là một cái màu mới xám xi măng như các anh chị đã thường quen mắt ở bản SH150 ha, và hoặc là SH Mod. Thì hôm nay thì Vision nó đã có trang bị thêm một cái phiên bản màu xám xi măng ở bản thể thao này. Đó. Nhìn chung thì cái màu mới cũng rất là đẹp nè, cái tem cũng được Honda họ thiết kế rất là bắt mắt. Rồi, ở đây là phía sau, tem phía sau ở bình sơn. Ngoài ra một cái đặc điểm thay đổi khác biệt ở những cái bản Vision trước đây đó là cái jack sạc điện thoại. Hiện tại thì Honda họ đã giờ về phía hộp đựng đồ phía trước, và cái jack này là jack chạy USB luôn ha, rất là tiện lợi cho anh chị nào đang muốn nhu cầu sạc điện thoại. Đó. Về cái remote thì vẫn giữ nguyên như cũ là hai nút và hai chức năng thôi. Mặt đồng hồ vẫn giữ nguyên như cũ, các nút hỗ trợ chức năng ở đây đó. Thêm cái nữa là đèn led vẫn giữ nguyên như cũ là đèn halogen đó. Cái này phải chi mở bản này mà xuống cái đèn led nữa thì rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi thì mình cùng nhau xem vài cái chi tiết nổi bật đối với dòng Vision phiên bản thể thao màu xám xi măng năm 2023 này nha. Và cái con xe này thì có hỗ trợ trả góp luôn, các bạn chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe, và thủ tục chỉ cần căn cứ công dân, mình có thể lên hồ sơ trong vòng khoảng 20 đến 30 phút thôi. Đó, mình xin nhắc lại là giá cả khoảng từ 39 cho 38 cho đến 39 triệu có thể sở hữu ngay con Vision này. Rồi mình cùng nhau xem vài dòng cái con Vision phiên bản thể thao này nhé.